Tiếp tục với các tin thế giới, một máy bay của hãng hàng không China Eastern chở 132 người từ Côn Minh đến Quảng Châu đã gặp nạn ở Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Chiếc máy bay Boeing 737 gặp nạn và lao xuống khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây và bốc cháy. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy vùng núi máy bay lao xuống bốc cháy dữ dội với những tiếng nổ liên tục. Một video khác thì cho thấy một mảnh vỡ nghi là của chiếc máy bay xấu số này. Máy bay gặp nạn chở theo 123 hành khách và 9 thành viên tổ bay, hiện chưa rõ thương vong. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc thông báo đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp và cử đội công tác đến hiện trường vụ rơi máy bay. China Eastern có trụ sở tại Thượng Hải, là một trong ba hãng không hàng đầu của Trung Quốc, khai thác các đường bay nội địa và quốc tế tới 248 điểm đến. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày hôm qua đã ký sắc lệnh gia hạn tình trạng thiết quân luật ở Ukraine trong bối cảnh chiến sự đã bước sang tuần thứ tư. Tình trạng thiết quân luật sẽ được kéo dài thêm 30 ngày, bắt đầu từ ngày 26 tháng 3. Quy định thiết quân luật cho phép quân đội Ukraine ban hành lệnh giới nghiêm, lập trạm kiểm soát quân sự và hạn chế quyền tự do đi lại của công dân, người nước ngoài cũng như là các phương tiện. Cũng ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cho rằng đàm phán là cách duy nhất để chấm dứt xung đột. Theo ông Zelensky, hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga là những người đóng vai trò quan trọng để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tranh đã bước sang tuần thứ tư. Ông Zelensky cũng đánh tín hiệu sẽ đưa ra những lằn ranh đỏ về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có hai vùng đòi độc lập ở miền Đông. Kết quả một nghiên cứu mới cho thấy là vaccine phòng COVID-19 CoronaVac của hãng dược Sinovac Biotech Trung Quốc có hiệu quả trong việc ngăn ngừa nguy cơ bệnh nặng ở trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đã tiêm 2 liều. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu với hơn 490.000 trẻ em đã tiêm 2 liều vaccine CoronaVac cách nhau 28 ngày. Nghiên cứu được thực hiện tại Chile từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 2 năm nay, thời điểm mà Omicron là biến thể chủ đạo ở nước này. Kết quả cho thấy vaccine của hãng Sinovac chỉ có hiệu quả bảo vệ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi không bị nhiễm virus SARS-CoV-2 là 38%. Tuy nhiên, vaccine này lại có hiệu quả lần lượt là 64% và 69% cho việc ngăn ngừa nguy cơ nhập viện và phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhiều địa phương tại Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông Trung Quốc đang đặt mục tiêu là ngăn chặn dịch COVID-19 nhanh nhất để giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế. Thay đổi lớn nhất là phong tỏa mạnh, ngăn chặn dịch bệnh trong một tuần và rút ngắn thời gian cách ly. Cách làm này bước đầu đã cho thấy hiệu quả với biến thể Omicron. Trung Quốc Đại Lục trong 24 giờ qua ghi nhận gần 2.000 ca dương tính nội địa. Nhiều thành phố bị phong tỏa, chỉ còn vài chục ca mỗi ngày. Hôm nay, thành phố Thâm Quyến gần như gỡ bỏ phong tỏa khi dịch nằm trong tầm kiểm soát. Các doanh nghiệp, các phương tiện giao thông công cộng hoạt động trở lại sau đúng một tuần phong tỏa. Thành phố 17,5 triệu dân, trung tâm công nghệ hàng đầu của Trung Quốc và đầu mối xuất khẩu hàng hóa đi khắp thế giới, đã phong tỏa và xét nghiệm đại trà 3 lần để truy vết chặn nguồn lây. Chỉ 5 ngày, nhiều doanh nghiệp đã quay lại sản xuất. Nhiều vùng trọng điểm kinh tế như Thượng Hải, Giang Tô cũng đặt mục tiêu phong tỏa một tuần so với trước đây là 2-3 tuần sau khi lãnh đạo nước này chỉ đạo dập dịch quyết liệt nhưng phải giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội. Thượng Hải 25 triệu dân vẫn đang phong tỏa nhiều khu vực trung tâm thành phố với hơn 30 triệu lượt xét nghiệm, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, tăng cường các hoạt động giao hàng hóa tận nhà cho người dân. Tại buổi họp báo, để khôi phục nền kinh tế khi dịch đã tạm lắng, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc Lâm Trịnh Nguyệt Nga công bố, từ ngày 1 tháng 4, đặc khu sẽ dỡ bỏ cấm bay đối với 9 nước và giảm thời gian cách ly từ 14 ngày còn 7 ngày đối với người đến Hồng Kông có kết quả xét nghiệm âm tính. Chính quyền đặc khu cũng quyết định đình chỉ kế hoạch xét nghiệm bắt buộc toàn dân. Dù cả Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách Zero Covid, nhưng đã có những thay đổi lớn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế. Đó là dập dịch nhanh, mạnh để mở cửa sớm tại vùng dịch. Những lo lắng về đứt gãy nguồn cung hàng hóa toàn cầu từ Trung Quốc cũng đã bớt căng thẳng. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Tại Việt Nam thì tổng số vaccine mà chúng ta tiêm được tính đến ngày hôm nay là hơn 201,8 triệu liều. Hiện vẫn còn 6 địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi dưới 90%. Trong vài ngày qua, một số nơi ghi nhận số ca mắc mới liên tục giảm, trong khi việc tiêm mũi 3 cho người lớn được triển khai nhanh chóng. Như là tại Hà Nội, tỷ lệ bao phủ mũi 3 đạt hơn 81%, tỷ lệ này tại Khánh Hòa là hơn 83%.
Hôm nay tại thủ đô Viên Chăn, Lào, tập đoàn FLC và công ty thương mại dầu khí Lào Petrotrade đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển dự án đường sắt Viên Chăn - Vũng Áng, đoạn từ Vũng Áng Hà Tĩnh đến cửa khẩu Cha Lo thuộc tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Tổng mức đầu tư là khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, dự kiến khởi công ngay trong quý tư năm nay. Nhân dịp này, tập đoàn FLC cũng đề xuất chính phủ Lào tạo điều kiện đầu tư vào lĩnh vực nghỉ dưỡng, sân golf, hàng không và khai khoáng. Ngân hàng Thế giới World Bank tài trợ cho một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đầu tư dây chuyền sản xuất theo công nghệ mới nhằm tạo ra những sản phẩm công nghệ xanh thân thiện với môi trường. Trong dự án được khởi công ngày hôm nay tại Hưng Yên, tập đoàn Nagakawa chỉ phải đầu tư tiền thuê đất, xây dựng hạ tầng, còn chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất các thiết bị nhà bếp và điều hòa không khí sẽ do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Dây chuyền sản xuất công nghệ mới sẽ góp phần tạo ra các sản phẩm giảm tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ozone, làm nhiệt độ trái đất tăng. Tổng vốn đầu tư dự án này là 15 triệu đô la Mỹ. Hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2022. Sáng nay Tổng cục Thuế